Sáng ngày 24 tháng 2, Dispatch cùng bạn chứng GD, Big Bang và Jennie Blackpink hẹn hò tại nhà riêng. Mối quan hệ của họ đã bắt đầu được một năm. Đáp lại báo cáo trên, YG Entertainment lên tiếng với tiêu chí ngầm thừa nhận: "Chúng tôi không thể xác nhận bất cứ điều gì về cuộc sống cá nhân của các nghệ sĩ của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng các bạn thông cảm." Theo báo cáo độc quyền từ Dispatch, GD có một bãi đậu xe cá nhân và một thang máy riêng để lên căn hộ penthouse. Jennie có thể sử dụng mà không cần phải xác minh danh tính. Lịch trình bình thường hàng ngày của Jennie là đến thăm nhà GD sau khi các hoạt động nghệ thuật kết thúc trong ngày. Sau đó, cô ấy sẽ trở về nhà và lặp lại lịch tương tự vào ngày hôm sau. Dispatch cũng nói mối quan hệ của GD và Jennie là một mối quan hệ bí mật, được biết đến rộng rãi trong YG Entertainment. Người quản lý của Jennie sẽ đưa cô ấy đến và rời khỏi nhà của GD. Đôi khi quản lý của GD sẽ làm việc này. Vào ngày 31 tháng 1, ngày diễn ra concert trực tuyến của Blackpink, The Show, Dispatch đã phát hiện Jennie rời nhà của GD vào buổi sáng và đến địa điểm tổ chức concert. Xe của GD cũng được tìm thấy tại đó. Cũng theo Dispatch, một người thân cận cho rằng khá nhiều người ở YG và thậm chí mẹ Jennie cũng đã biết chuyện.